mua và mình đổ hết vào trong chiếc hộp này để dành đó các bạn. Thì trong đây mình để luôn những sợi dây cước ở trong đây luôn và rất là nhiều hạt. Thì mình mua một cái bịch hạt cườm này thì nó có trộn rất là nhiều màu trong đây, thì mình mua một bịch như vậy thì mình sẽ có đủ thứ màu. Và mình có mua thêm hạt riêng, đó là cái hạt dài dài, hạt cái hình trụ dài như thế này. Còn mấy hạt khác thì nó sẽ hình tròn. Thì trong đây mình có hai loại hạt. Thì mình tính là kiếm cái sợi dây cước nó nhỏ nhất, nhưng mà sợi dây nhỏ nhất thì nó cũng không thể nào mà nó xỏ qua được cái hộp cườm bé tí tẹo này mà qua hai lần xỏ được. Nên mình quyết định mình sẽ sử dụng, các bạn nhớ là sử dụng cùi chỉ mà sẽ chỉ nó dày hơn một tí xíu để lúc mà mình xỏ thì nó sẽ không bị đứt ra dễ dàng nha các bạn. Và tiếp nữa là chúng ta phải chuẩn bị kim. Thì cái kim thì chúng ta phải chuẩn bị cái loại kim mà size nhỏ nhất thì nó mới xỏ qua được cái hạt cườm tí tẹo này nha. Sau đó mình sẽ xỏ chỉ vào. Rồi, chúng ta sẽ xỏ chỉ vào cái kim như thế này và sẽ lấy một chiếc kẹp cố định cái, sẽ lấy một cái kẹp để cố định cái phần cuối cùng của nó lại nha. Để lúc mà mình xỏ vào thì nó sẽ không bị tuột mấy cái hạt ra. Thì lần này mình sẽ làm cái vòng tay. Và vòng tay này mình sẽ làm một bông hoa là một màu nha. Đầu tiên thì mình sẽ lấy 4 hạt màu mà chúng ta thích. Thì mình sẽ lấy màu đỏ, 4 hạt màu đỏ. Một, hai. Các bạn nhớ vừa lấy một hạt thì các bạn vừa kéo xuống. Lỡ mà cái đầu kim chúng ta không có qua được cái hạt này thì chúng ta sẽ lấy hạt khác đó. 4 hạt như thế này. Và mình sẽ lấy một hạt màu trắng để mình làm cái nhị. Đổ là cái nắp này cho nó dễ nhìn đó. Một hạt màu trắng để làm nhị. Sau đó chúng ta sẽ kéo xuống cuối. Cuối cùng. Kéo xuống cuối cùng như thế này. Và lấy cái kim. Và lấy cái kim xỏ vào trong cái hạt cuối cùng của cái hạt màu đỏ. Nó vào trong đây. Kéo nó qua, kéo nó sát lại với nhau như thế này. Và mình sẽ lấy thêm hai hạt màu đỏ nữa. Cũng kéo nó lên cuối cùng như thế này. Và xỏ nó vào cái hạt kế bên cái hạt màu trắng. Kéo nó thì nó sẽ ra được như vậy. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hai hạt màu trắng để làm cái khoảng cách. Và mình sẽ làm giống như cái là bông hoa đầu tiên, là mình sẽ lấy 4 hạt màu mà mình thích. Tiếp theo thì mình sẽ lấy màu hồng nha. 4 hạt màu hồng. Các bạn nhớ lựa những hạt nào mà nó đều đều nhau thì nó sẽ đẹp hơn. Và một hạt màu trắng để làm nhị. Màu hồng này nó không được nổi lắm nên mình sẽ đổi qua màu khác. Mình sẽ đổi qua màu xanh lá nha. Mình sẽ lấy 4 hạt màu xanh lá và một hạt màu trắng để làm nhị. Như thế này mà kéo xuống và xỏ vào cái hạt màu xanh cuối cùng. Các bạn nhớ dịnh cho nó sát cái mấy cái hạt kia để cho nó dính nhau nha, nếu không nó sẽ bị tách ra một đoạn chỉ. Kéo nó cho nó sát vào nhau như thế này. Và tiếp theo là hai hạt màu xanh nữa. Xỏ vào cái hạt màu xanh kế bên hạt màu trắng. Kéo sát nó lại với nhau. Rồi tiếp theo mình sẽ hai hạt màu trắng.
tiếp theo mình sẽ làm tới màu xanh dương. Lấy 4 hạt màu xanh dương. Và 1 hạt màu trắng. Rồi các bạn cứ làm như vậy cho tới khi mà vừa cái vòng tay của chúng ta thì chúng ta ngừng lại nha.